Xin chào quý khán giả, Từ Siêu đang có mặt tại cửa biển Dương Đông. Ở phía xa xa đằng đây thì mình có thấy là mấy chiếc ghe lưới bao đang neo đậu ở đây. Bây giờ mình zoom lại gần để xem coi như thế nào nha. Hôm nay trời cũng có thổi. Đang giặt lưới. Hiện giờ mình thấy là chiếc ghe lưới bao nó đang chạy vô nè. Ghe lưới bao của Kiên Giang. Trụ hàng hải quá cao luôn. Xa lắm, từ đây đó xa lắm, quay không tới. Thầy xài máy siêu chụp nha. Mà nhỏ. Hãy neo rồi nha. Chiếc ghe thu mua này chờ sẵn rồi nè. Ồ, chiếc này thúng đánh lưới. Phía xa đằng đó là chiếc ghe bóng mực đó. Đánh lưới luôn. Ghe đánh lưới. Ghe này làm chỗ ngồi coi cá nhìn đẹp quá ha. Đang xếp lưới lại, rửa sạch. Thành Phước, chiếc này lái chiếc. Chiếc này tàu du lịch nha. Ở cửa biển Dương Đông này quay cũng 2-3 ngày nay rồi. Khách du lịch đây nhiều lắm. Đánh lưới nữa. Ở đây cũng có mấy chiếc lưới bao nữa nè. Chiếc này hình như là đang bán cá cho thu mua. Đang săn cá. Đây thì đang giá lưới.
đánh lưới nha. Nữ tài công luôn. Lấy neo rồi, lấy neo rồi. Chạy đánh bắt nữa. Đang lấy neo nha. Ghe lưới, ghe lưới. Lấy cần nha. Nữ tài công. Chắc tươi ghẹ gì đây. Đẹp ha. Quý bao của Phú Quốc thì hỏi chơi về tốc độ. Chạy như đời tới mà đánh bắt thì quý bao của Bình Định đó, mới gọi là cao thủ. Rồi chạy vô rồi. Tên là Thành Khang. Bô lửa của nó để phía sau lái á. Nay vô tình thấy cảnh này thì mình cũng quay lại cho quý vị xem. Thường à. Lòng cu 92232 TS. Đánh lưới, đánh lưới. Sáng này ghe lưới nhiều lắm. Ở đây có hai chiếc ghe đang chạy vô nữa nè, cũng là đánh lưới luôn đó. Biển số cũng đẹp quá ha, KR30800 TS, 2 mét mấy ngang. Cửa kỹ lưỡng đàng hoàng. Thúng 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 này nhỏ.
nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Chiếc này cỡ 2m2 đổ lại, nhỏ. Cũng này có mét mấy về ngang thôi nha. Thế Việt Nam một chế đủ thứ chứ, chỉ có thể là Việt Nam thôi. Cũng là lưới bao nữa. Đang chạy về hướng này, chắc là bán cá ở bên cảng An Thế đó. Bán cá xong rồi chạy qua đây neo. Mấy chiếc này cái bụng nó bự lắm. Kiều ha, chiếc này kiều. Mũi nhọn quắc kia đó, chạy chẻ nước dữ lắm. KR92927TS. Ồ, ghe này của Khải Hoàng. Có mà Khải Hoàng này màu này ngộ với ta. Phải màu kia mà. Ở bên kia là chiếc tàu du lịch đó. Quá trời, thăm mùi cái giọng lái nè. Cái bộ lửa để phía sau á. Vô trình biên phòng nha. Máy D. Nghề lặn nha, nghề lặn, làm nghề lặn nha. Rồi chiếc này nó chạy máy gì mà tiếng nghe nhỏ xíu rồi ta, im gì ta, chắc máy xăng quá. Ừ, chắc nó đó, đúng rồi, tiếng máy xăng á. Lưới nhỏ hả? Để tấm tăng che lại nữa, che người lại ướt. Không ăn luôn à? Ủa anh câu mực gì chứ? Chuyện này đánh lưới nha. Hiện giờ từ siêu thấy hình như là chiếc lưới bao. Đúng rồi, lưới bao. Ngày lưới bao nha. Ngày lưới bao. Đang chạy vô đây. Đẹp quá à. Dạng
này là chạy khỏi chê, tốc độ là dữ dằn luôn. Cái lái của nó lái chiếc á, cho nên là tốc độ dữ lắm. Hai tầng lan can đàng hoàng, KR91959TS. Này xài máy chụp, xài radar quét gì á, chứ không có xài coi cá. Lái chiếc thấy không? Quá đẹp. Ngang là 6 mét mấy. Đánh lưới sáng sáng này ra đánh lưới vô nhiều, chiều thì ra lặn. Đang soạn lưới nữa nè, nghề đánh lưới. Lấy cần dưới biển đủ thứ loại hết trơn á, người thì lặn, người thì đánh lưới. Hải sản thì nói chung là không bao giờ hết đâu, nói thật không bao giờ hết, tại vì dòng nước nó xoay chuyển hoài như gì đó. Quan trọng là chúng ta có giỏi để bắt được nhiều hay không thôi. Bắt được nhiều thì mau vào. Thấy không? Cái này giúp người ha. Thấy không? Bút nước ra. Thu mua chạy vô rồi nha. Quá trời cá rồi.
mấy tấn đồ. Tụm lùm cá hết trơn, đủ thứ các loại. Chiếc này là chiếc ghe mồi nè, chiếc ghe mồi của ghe lưới bao á. Mở đèn lên rồi vũ cá lại cho chiếc ghe lưới bao á, nó bao, gọi là ghe mồi đó. Vừa câu mực luôn. Lấy neo đó, chạy đi rồi đó. Chiếc này đẹp quá, thích mấy chiếc mà có cái lồng gu ở trên chuồng hàng hải á, nhìn nó đẹp lắm. Quá đẹp ha. Biển số cũng đẹp nè, 92232TS. Rồi chạy vô rồi nha, chiếc này cũng lấy neo chạy vô luôn rồi nè, đẹp quá. Chỗ này quay cũng lý tưởng quá, nhiều cảnh đẹp. KR92521TS. Có làm hai cái thông gió xuống hầm máy nữa. Hay, khá là hay. Thấy Việt Nam là chế đủ thứ hết trơn ha. Xếp cái đèn vô. Cái này vừa làm ghe mồi, vừa câu luôn. Hiện giờ là từ siêu đang ở đây nè. Đó, cái chấm xanh này nè, ngay cửa biển luôn, cửa biển Dương Đông. Dinh cầu là nằm ở đây, chỗ cảng quốc tế này thì mình chưa có ra được ha, chưa ra được. Ghe này ngày cầu chiếc, cầu chiếc nha, cầu chiếc đúng rồi, đó đó, thay dép chứ thay ngán nè. Giờ đang chạy vô cửa. Đang chạy vô cửa nha. Phú Quốc này cũng nhiều loại nghề lắm. Câu mực nè, lưới bao, lặn, cầu chiếc. Mà cầu chiếc thì nó ít. Chiếc này bề ngang nó 3 mét mấy.
Ồ, dép cây cặp inox quá ốp inox rồi. Ghe này là để mồi cho ghe lưới đèn, chưa có xếp cái dàn đèn lên nữa. 3 mét mấy ngang, phía sau nữa nè. Đây nè, mà xếp đèn lên rồi. Mở đèn lên dụ cá. Mấy chiếc đó là vụ cá xong á, là cho chiếc này nè chạy lại là bao lưới. Nói chung là cũng mang tính chất là may mắn một phần nữa. Ở đây á, là nó có máy quét luôn, nhiều cách làm đóng biển nghề lưới bao này nè, nhiều cách để đánh bắt lắm, mà đa số bây giờ xài máy quét bắt đỉnh lắm. Anh đang xếp đèn lên đó thấy không? Tiền bạc dữ lắm, tốn cái dàn đèn này thì ít đâu. Đấy. Xếp lên đèn rồi. Chiếc này xếp đèn rồi đó. Gọn lại. Chung đòn nha, 3 chiếc này chung đòn hết chứ. Chiếc này chắc mới cân cá ở cảng An Thới xong rồi, giờ chạy vô. Carrier 93843TS. Ngang chiếc này từ siêu đón là 6 mét mấy á, bề ngang á. Hơi có gió xíu, quay nó khó. Ủa, nó kỳ hay gì anh? Này con mực hay con cá vậy ta? Ghe tên là Hồng Ánh. Chiếc này lấy đòi, mình lấy đòi thấp nha, không lấy đòi cao. Tiếng máy Hino nha, tiếng máy này mình nghe là Hino. Thu
mua, chiếc này là thu mua. Nghề thu mua quá cá. Một đống cá luôn. Quá trời luôn. Không biết cá gì thôi tùm lum hết trơn á. Về chắc phân loại sao. Thu mua của Hải Nguyên. Lưới ghẹ, lưới ghẹ. Đó đó. Ghe này dán giống ghe dầm gầy quá. Quá nhiều lưới. We'll be right back.